cho nữ tử Sion. Này vua, ngươi đã đến nơi rồi, người khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời. Israel hãy mừng vui lên, vì hôm nay Ngài đến thăm người. Nào mau ra trải áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc tụng. Gieo vang lời hoan hô cùng vỗ tay mừng, vì thiên sai là Chúa trần đời, trong uy phong Ngài tiến vào thành. Vàng là vàng quê, vàng là vàng quê, con của David, Chúa tôn đấng nhân danh Chúa. Vàng là vàng quê, con vua David, Chúa tôn đấng nhân danh Chúa mà đến.
chúng ta đơn cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thắng hiến những cành lá này để chúng con cầm mà mang ơn Đức Giêsu là vô cho con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo người mà thành thánh dân Israel vinh cử người tại chỉ muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng em. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Bethania, bên chỉ núi cây ô liu, người sai các môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa chưa ai tới bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng rồi sẽ chạy về đây. Hay không để ấy ra đi và thấy ngay mặt đường, các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dạy và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó và Đức Giêsu cởi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành chặt lá ngoài đồng rằng lên lối đi. Người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy hoan hô chúc tụng đấng cử đến nhân dân Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại của David tổ phụ chúng ta, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời thank you.
để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được tôn phật vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và Thiên Chi cùng Chúa, hiện nhân với Chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chính sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi và đôi quân lý để tôi tiếp dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không vựng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải. Đó là lời Chúa.
tôi bị bỏ chí mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên một danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi miền núi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Lời Kinh Thánh rằng người đã bị liệt vào số những kẻ
những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói: Kìa, kẻ phạm định mệnh Thiên Chúa và xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế với các luật sĩ cũng dạo bàn người và nói với nhau: Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ, Đấng Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin nào. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lắm nhiều người. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, tối tăm bao trùm toàn thể là khổ. Và đến giờ thứ 9, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: Kìa, nó gọi Elia. Bây giờ có kẻ chạy đi nhưng tiếng bóng biển đầy giống và cuốn vào cái gậy đưa lên cho người uống mà rằng: Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không? Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trung hơi thở. Bài trong đền thờ sẽ ra là đôi từ trên xuống dưới. Tiên sĩ quan đứng trước mặt người thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế, liền nói rằng: Đúng người này là con Thiên Chúa. Đó là người chuyện tốt lành. Khi mà Chúa Giêsu còn sống thì họ
không nhận ra Ngài đích thực là con Thiên Chúa. Thế nhưng mà khi Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng thì họ mới cảm nhận và xác tín rằng đúng thật người này là con Thiên Chúa. Quả là một nghịch lý, có phải không, đưa lại một sự này? Một cách nào đó trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta cũng trải nghiệm những cái kinh nghiệm tương tự như thế. Khi chúng ta sống với ông bà cha mẹ, nhiều khi chúng ta không cảm nhận được tình thương, cái sự yêu thương, những điều tốt lành mà ông bà cha mẹ làm cho mình. Nhưng khi mà ba mẹ, ông bà của mình không còn nữa thì mình mới sực nhớ, mình mới nhớ là quả thật những điều tốt đẹp mà ông bà hay cha mẹ đã để lại cho mình. Thế nhưng cái lời tuyên xưng của người sĩ quan ở đây, ông ta là một người hoàng giáo, đối với người Do Thái có thể nói ông ta là một người Roma. Khi mà cái lời tuyên xưng của ông ở đây cho chúng ta thấy điều gì? Cái thương yêu bản thân chị em. Và thật cái chết của Chúa Giêsu lại mở ra cho con người một chân trời mới, để cho con người nhận ra được tình thương và sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa ở giữa nhân loại qua người con một của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Và ở đâu mà họ nhận ra được cái dấu chỉ Đức Giêsu là con Thiên Chúa thương? Đó là bởi vì chính Đức Giêsu càng đã chấp nhận tất cả, đã chấp nhận tất cả để vâng theo thánh ý con đường mà Chúa Cha đã bắt sẵn cho Ngài, đã chấp nhận tất cả để mang lên thân phận con người và giờ đây chấp nhận để chịu treo trên thập giá. Và cũng chính trên đỉnh cao của thập giá mà Ngài đã nói lời tha thứ cho toàn thể nhân loại. Tin đồn đưa ra anh chị em, người ta nói rằng với khổ hình thập giá thì hầu như tất cả những người tự tội khi mà chịu cái hình phạt đóng trên thập giá thì họ đều nguyền rủa, họ nguyền rủa về cái cuộc sống trần thế của họ, họ nguyền rủa về cái ngày họ được sinh ra, họ nguyền rủa về cái việc mà họ bị kết án tử hình đóng trên thập giá. Thế nhưng chúng ta chiến thắng Chúa Giêsu ở trên thập giá thì chúng ta không thấy cái điều như thế. Chúng ta lại thấy một cái sự phong phục, một cái sự phó thác tin tưởng, cho dẫu Ngài đã thốt lên lệnh Chúa tôi sao cho bỏ tôi, thì đó chính là lời cầu nguyện tin thác, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa ngay trong cái khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Chúa Giêsu vẫn một lòng trung tín và cậy trông và tình thương và thánh ý của Chúa Cha. Chính vì thế khi cử hành Chúa nhận lễ này, khi chúng ta cùng nhau để chiêm ngắm Chúa Giêsu qua bài Cứu Có, một người chúng ta được mời gọi cảm nên về cái tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại chúng ta. Đó cũng chính là cái tình yêu mà từng người chúng ta đã được lãnh nhận. Quả thật, cái chết của Chúa Giêsu không phải chỉ bởi vì cái sự kết án, cái sự đóng đinh của những người Do Thái đã gây ra cho Ngài. Cái sự chết của Chúa Giêsu là bởi tội lỗi của nhân loại chúng ta, và trong đó có phần trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Tin đồ quý bạn anh chị em, cái cử hành phục vụ ngày Chúa nhận lễ đá như chúng ta được tham dự từ lúc đầu đến giờ, chúng ta thấy có một cái sự đơn giản. Khi Chúa Giêsu hạ ngoại, Ngài tiến vào thành Jerusalem trong cái sự tôn hô trao mừng, thì giờ đây Ngài phải đối diện với thập giá, Ngài phải đối diện với cái chết trong cái sự bỏ rơi, trong cái sự phỉ báng của con người. Có một diễn giả, người ta đã dùng cái hình ảnh chiếc lá dừa của quý bà và chị em chúng ta cầm trên tay khi chúng ta đang những cái nghi thức làm phép lá thế này. Cái hình ảnh tôn hô hoan hỉ vui mừng bình an chúc tụng nó giống như những cành dừa còn xanh tươi mà chúng ta cầm để chúc tụng Chúa. Thế nhưng rồi
sự bất an cho người khác bởi cái lòng giận ghét, bởi cái sự thù hằn của mỗi người chúng ta, thì điều đó nó giống như chúng ta tước đi những phần xăng tư của chi lễ, để rồi chỉ còn lại những cái cặp khô cứng mà nó trở thành chi con, trở thành chi con để trang thân người khác và biến cuộc sống của chúng ta trở thành hòa bình. Quả thật, khi chúng ta tự hành phục vụ Chúa nhận lễ lạ cho chúng ta một cái cảm nghiệm như vậy, trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta cũng có lúc chúng ta sốt sắng, cũng có lúc chúng ta mặn mà, cũng có lúc chúng ta gắn bó với Chúa thật là nhiệt tình. Nhưng mà khi trở về với cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta lại sống hoàn toàn ngược lại. Chúng ta không phải là chứng nhân, mà chúng ta lại trở thành một kẻ phản chứng về lối sống của mỗi người chúng ta khi chúng ta sống ngược lại với những điều Chúa nhận, ngược lại với các giá trị tin mừng. Chính vì thế, trong tuần thánh này, xin Chúa chúc cho mỗi người chúng ta khiêm tốn nhìn lại chính đời sống của mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta can đảm bước theo Chúa Giêsu. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu đến cùng, lên đến tận đồi Cánh Tên, để chúng ta cùng thông phận và sự thương khó của Chúa Giêsu, để nhờ đó chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang phục sinh với Ngài. Tôi tin đến nơi Chúa trời, bye.
và chia sẻ dồi dào sự sống mới của người. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa
nhờ những lễ đọc nhân vô song của người, người hằng sống và hiên chi muôn đời. Amen.
sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn ở yên lặng. Đang đi trong con mong đợi niềm hy vọng ở phương và lời trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
chúng ta cho người tín đồ của mình. Lạy Chúa tại bàn lễ thánh thể, Chúa cho chúng con được hòa trí toàn lòng nhờ con của Chúa chỉ của mình thật giá. Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ một nhiều người đã phục sinh, xin cho chúng con đặt tới quê trời như lòng lành mong ước, người hằng sống và tiên tri muôn đời. Kính mời cha và con đang ngồi nghe đạo đi và công ba. Ngày nay chúng ta bước vào Chúa Nhật Định Lễ ngày 24/3, được tìm cuộc thương khó của Chúa, và chúng ta bước vào những ngày tuần thánh, ngày thứ năm tuần thánh, thánh lễ sáng tại nhà thờ Đền Bàn, và lúc 8:30 có thánh lễ để làm phép dầu. Bước vào các nhiệm vừa qua với thứ năm tuần thánh, thánh lễ chiều tại các giáo sư, thánh lễ để tiễn đi ngày 29/6, thứ sáu tuần thánh từ tiệc của tư khó của Chúa dựng chay và chiên thịt, và ngày 30/7 tuần thánh Chúa Nhật tuần sau, ngày 31/3 Chúa Nhật phục sinh mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần bạc nhận lễ cầu cho giáo dân lễ thọ thông bằng. Ngày thứ năm tuần này trong thánh lễ để tiền bi buổi chiều dành cho thiếu nhi, và lúc 5:30 Đức Cha Phụ Tá Giuse Bùi Ngọc Trang sẽ đến thánh lễ tế với các cha đang định dưỡng tại giáo xứ chúng ta trong thánh lễ tế của các em thiếu nhi. Tôi xin báo về anh chị em cùng niệm thông và cầu nguyện hàng đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Đức Cha về dân thánh lễ trong thánh lễ tiền ly và hướng dẫn cho các em thiếu nhi. Lý do là vì có các cha đình dưỡng đang ở đây nên ngày cùng muốn dân lễ tế với các cha đình dưỡng tại giáo xứ chúng ta. Chương trình của các ngày tam nhật thánh thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh có niềm tin ở bản công văn của nhà thờ. Xin anh chị em chúng ta lòng đọc. Ngày thứ sáu tuần thánh, bản bậc nhất cũng có mời gọi các giáo sư quy công cho thánh điện và cho quy y phòng thiên tai của hội đồng giám mục. Tôi xin báo trước để anh chị em cùng chuẩn bị, và cuối cùng là tôi xin cảm ơn anh chị em trong ngày thứ năm, thứ sáu và sáng hôm nay đã ra nhà thờ để làm đàn cho cộng đoàn, và một cái lá mà anh trên cầm đấy, mà người nào làm nhanh nhất là đủ 3 phút mới xong cái lá. Do đó là có những người ra làm đàn miễn thấy rất quý cái lá đang cầm, do lý thuyết thì do thời tiết mà có thể là những cái lá có thể khô, có thể héo, nhưng mà nó cũng là công sức của rất là nhiều người cùng giúp cho chúng ta. Nên tôi cảm ơn anh chị em đã bỏ thời gian để đã làm chung với nhau, và trong những ngày tháng sắp tới cùng với giáo sư để tổ chức tăng nhiệm thực tăng nhiệm vượt qua thật xuất sắc. Chúc chúng ta có được một tuần thánh thật xuất sắc, và mời anh chị em trong các ngày tuần thánh, ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư tuần thánh sau thánh lễ, chúng ta có buổi cầu nguyện đại diện suy nghĩ cuộc thương con của Chúa. Sau giờ ngày thứ tư tuần thánh sau thánh lễ tại sân nhà thờ, chúng tôi có chiếu một bộ phim về cuộc khổ nạn của Chúa. Mời cộng đoàn cùng tham dự, xin cảm ơn. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên đánh giá phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em,